Ngày nay chúng ta đeo kính gì? Là thất tình ngũ dục. Tham sân si mạng nghi, mang nhiều thứ như vậy. Cho nên đối với tất cả vạn tượng giữa vũ trụ đều nhìn sai. Không có trí tuệ, lấy hết những chiếc kính này xuống, dùng đôi mắt thật để thấy pháp chân thật bên ngoài. Đạo lý là như vậy, không buông bỏ vĩnh viễn không thấy được chân thật, tự mình gạt mình. Giọng không phải người khác đem đến, mình mê, mình tạo ra kiến giải hư vọng. Tư tưởng sai lầm, tự làm tự chịu. Ngày nay chúng ta tu hành quan trọng nhất là lìa vọng. Trong kinh nói cương lĩnh chung, nguyên tắc chung là chấp trước, phân biệt vọng tưởng. Trong chấp trước lại phân ra nhiều loại, nghiêm trọng nhất là tình chấp. Tình là gì? Là thất tình, hỷ nộ ai lạc ái ác dục. Dục được chia thành năm loại: tài sắc danh thực thùy. Trong đại thừa gọi là thất tình ngũ dục. Có thể hưởng thụ chăng? Có thể. Bồ Tát cũng hưởng thụ, Phật cũng hưởng thụ. Đương nhiên phàm phu cũng có thể hưởng thụ. Sự khác biệt giữa phàm và thánh là ở chỗ dụng tâm. Dụng tâm không giống nhau. Phàm phu có niệm trước, nghĩa là trong hưởng thụ của họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật Bồ Tát hưởng thụ, trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên sự hưởng thụ của họ là thanh tịnh. Phàm phu hưởng thụ là ô nhiễm. Vì sao vậy? Vì họ có tham sân si. Có tình ái, có oán hận, có ngu si. Phật Bồ Tát không có. Phật Bồ Tát đối với tất cả pháp đều thanh tịnh bình đẳng, tự tha không hai. Phật Bồ Tát nhận thức
muôn sự muôn vật giữa vũ trụ với mình là nhất thể. Điều này không giống nhau. Nhất thể là thật, đối lập là giả, đối lập là sai lầm. Do đó từng giờ từng phút phải nhắc nhở cảnh tỉnh mình lìa vọng, lìa vọng chính là lìa vọng niệm. Nếu cảnh giới bên ngoài lôi cuốn nghiêm trọng, ta không có cách nào kháng cự nó, vậy thì lìa tướng, ta rời xa cảnh giới này, không để cảnh giới này quấy nhiễu. Thông thường hàng sơ học phải dùng phương pháp này. Người có công phu không lìa, họ tâm lìa, thân không lìa. Sự không lìa, lý lìa, tướng không lìa, tánh lìa, đây gọi là lìa thật. Đó chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không chấp tướng. Nếu chấp tướng cần phải lìa, phải luyện, luyện đến tức tướng ly tướng. Ở trong tướng không chấp trước, công phu này đã thành tựu, không còn có chướng ngại. Phải biết tu, phải hiểu cách tu.